Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là nóng trong người uống nước gì? Và Trang sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn những cái loại nước uống giúp cho bạn thanh nhiệt giải độc mùa hè này cực kỳ hiệu quả. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ các bạn sẽ đồng hành cùng với Trang tìm ra những cái loại nước uống thanh nhiệt giải độc mát cho cơ thể vào ngày hè. Trời nắng oi bức vào mùa hè này làm cho chúng ta cực kỳ khó chịu, bạn cảm thấy bức rứt trong người và người của bạn thì nóng ran lên. Dù cho bạn đã đi bơi gần nhà về hoặc là bạn đi dạo xung quanh công viên rồi đó, nhưng mà cái người của bạn vẫn không hết nóng, bạn cảm thấy khô rét và rất muốn uống nước. Đó là điều mà các bạn đang muốn tìm kiếm một loại nước uống vào cơ thể vừa giúp thanh nhiệt giải độc mát cho cơ thể vào ngày hè cực kỳ hiệu quả và tốt nhất. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây với Trang nhé. Đầu tiên, không thể nào bỏ qua trà bí đao rồi. Bạn mua bí đao về, chúng ta sẽ gọt vỏ xanh bỏ đi, sau đó chúng ta sẽ cắt thành những cái miếng vừa ăn thôi, có nghĩa là cắt càng nhỏ càng tốt đó. Bắt đầu bạn cho vào nồi và cùng với 2 lít nước, một trái bí đao thì 2 lít nước bạn nhé, và chuẩn bị thêm 4 quả la hán quả nữa. Chúng ta cho vào 3 lít nước nấu sôi lên thì bạn cho la hán quả vào, bạn nấu tiếp, và sau này chúng ta sẽ dặn lửa riu riu. Đến khi nào bạn thấy nước trong nồi chuyển sang màu nâu là bạn đã thu được trà bí đao rồi đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần để nguội, hoặc bạn nào có muốn uống thêm ngọt thì bạn cho thêm đường phèn vào để nguội đi, và chúng ta cho vào ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức thôi. Trà bí đao vừa giúp giải nhiệt thanh lọc cho cơ thể và tốt cho sức khỏe của các bạn nữa. Tiếp đến đó chính là nước la hán quả. Một trái la hán quả thì nấu trong vòng 1,5 lít nước. Tùy theo nhu cầu của nhà của bạn sử dụng bao nhiêu thì sẽ nấu bấy nhiêu. Và chọn mua những cái trái la hán quả lắc không kêu bạn nhé, bởi cho nó chắc thịt. Bạn bắt 1 lít nước, 1,5 lít nước lên, xong rồi bạn rửa trái la hán quả đi và đập nát ra. Và cho vào nồi nấu sôi lên, bạn cho thêm đường phèn vừa uống vào đó. Nấu xong thì để nguội, cho vào chai để ngăn mát tủ lạnh. Nước la hán quả uống vừa tốt cho sức khỏe, vừa giải nhiệt, bớt nóng ngày hè. Tiếp đến đơn giản hơn đó chính là chúng ta sẽ uống nước hạt chia. Có nghĩa là bạn lấy hạt chia vừa đủ cho vào nước ngâm lên, sau đó chúng ta sẽ cho thêm đường khuấy lên và cho thêm đá vào thưởng thức thôi. Nước hạt chia vừa giúp cho bạn thanh nhiệt giải độc cũng như tốt cho hệ thống tiêu hóa của chúng ta nữa nè. Thứ tư, bạn có thể nấu nước rau ngô. Rau ngô là rau bắp đó, bạn lấy rau bắp, bạn bỏ vào nước, bạn nấu sôi lên và chúng ta chỉ cần để nguội và chắc uống thôi. Hoặc bạn nào thích vị đắng thì có thể uống trà khổ qua. Trà khổ qua bạn có thể mua ngoài tiệm hoặc là tự bạn làm cũng được. Bạn mua khổ qua tươi về đó, bạn rửa sạch xong rồi bạn xắt thành những cái lát mỏng, đem phơi khô hoặc là sấy khô đều được. Khi nào uống thì bạn cho vào bình để bạn hãm thành trà và chúng ta uống thôi. Biết đó, khổ qua cực kỳ có lợi cho sức khỏe các bạn nhé, tốt cho gan nữa. Hoặc đơn giản hơn đó chính là bạn có thể nấu nước atiso. Bạn chuẩn bị 5 bông atiso đỏ đó, cùng với 2 lít nước, chúng ta cho tất cả các nguyên liệu vào nồi nấu sôi lên và cho thêm đường phèn theo khẩu vị vừa uống đó, bạn gia giảm theo cái sở thích của mình. Và sau đó thì chúng ta để nguội, cho thêm đá vào và thưởng thức thôi. Nước atiso giúp đẹp da, chống oxy hóa tốt cho cơ thể, đồng thời giúp cho bạn thanh nhiệt giải độc mùa hè, mát trong người. Như vậy là các bạn vừa tìm hiểu xong một số những cái loại nước uống tốt cho ngày hè, hoặc đơn giản hơn là bạn uống nước cam nè, uống nước dừa hoặc là nước rau má xay ra. Chúng ta mua rau má về rửa sạch, ngâm vào nước muối để ráo và sau đó bạn xắt thành những cái lát mỏng hay là bạn cắt mỏng ra để dễ xay hơn, cho vào mối cây sinh tố và chúng ta sẽ cho thêm nước lọc vào xay lên, lọc lấy nước. Và như vậy là chúng ta thưởng thức nước rau má cực kỳ tốt bạn nhé. Hãy chọn cho mình một cái loại thức uống đơn giản nhất mà bạn có thể nấu ngay tại nhà của mình để cho cả nhà cùng thưởng thức bạn nhé. Nó vừa giúp cho bạn mát trong người, dịu lại với cái thời tiết oi bức như thế này. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé.
Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithytrang.com hoặc dược sĩ Trang Nguyễn hoặc dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.